Sung muối sỏi là món ăn không thể thiếu trong ngày lễ Tết sắp đến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm sung muối sỏi giòn ngon, không bị chát, không bị thâm, vị thì chua cay mà ngọt đậm đà. Mời mọi người cùng vào bếp và làm với mình nha. Ở đây mình có chuẩn bị 300g sung nếp. Để sung được trắng và không bị chát thì mình có chuẩn bị một thau nước muối và chanh. Để nhựa của sung không dính dao thì mình sẽ chà qua ít chanh nha. Sung này mua về mình sẽ rửa qua rồi cắt mỏng. Mọi người lưu ý không cắt sung mỏng quá nha. Tại vì khi cắt mỏng quá sung ăn sẽ không còn độ giòn. Ở đây mình sẽ cắt làm 4 lát. Sung cắt xong mình sẽ để ngay vào trong thau nước có pha chanh và muối để sung ra bớt nhựa và đỡ thâm. Mình sẽ rửa sạch khoảng 2 đến 3 lần nước cho hết nhựa rồi sẽ vớt ra và đỡ ráo. Để sung đó cho ráo nước, mình sẽ quay qua cắt thêm ít gừng, tỏi, lá chanh, sả để ngâm cùng nha. Chuẩn bị đủ nguyên liệu, mình sẽ đi pha nước ngâm. Với 300g sung này, mình sẽ pha 200g đường, 200ml giấm, 200ml nước mắm, 100g tương ớt. Mình sẽ khuấy đều tất cả hỗn hợp, rồi cho sung vào các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào và trộn đều. Với cách làm này, sau 2 tiếng là có thể ăn được rồi. Nếu để ăn thời gian dài hơn, thì khi trộn, mọi người không cho lá chanh vào nha. Để khi nào ăn thì mình sẽ cho vào sau ấy. Lá chanh ngâm lâu sẽ ra dầu và gây đắng đó ạ. Sau khi đợi thấm 2 tiếng, mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh, bảo quản rồi ăn dần nha. Khi ăn mình sẽ thấy sung giòn, ngon, ngấm đều gia vị, chua cay ngọt vừa phải. Ăn kèm cùng các món ăn mặn sẽ làm bữa cơm thêm trọn vị. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ của mọi người để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.